Ngách động vật là một trong những ngách mà chúng ta có thể xây kênh rất là thú vị anh chị. Anh chị có thể xem một số video về ngách động vật này á, rất là nhiều view, và chúng ta có thể từ những cái lượng view đó chúng ta có thể tạo ra những cái conversion cho chúng ta ha. Thì bây giờ nếu như chúng ta vẫn làm theo cái phương pháp cũ thì có vẻ là nó sẽ không hợp lý lắm, bởi vì có khá là nhiều kênh làm rồi. Tuy nhiên trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái cách làm kênh động vật rất là độc đáo anh chị, những động vật không có thật. Ví dụ như những hình ảnh như thế này, một con vẹt lai với lại một con sư tử ha, và những động vật như thế này anh chị sẽ thấy ha, nó khá độc đáo ha. Đây là một cái cách khi mà chúng ta sử dụng các công cụ AI vào đây và chúng ta áp dụng nó vào việc xây kênh chúng ta, tạo những sản phẩm kỳ bí hoặc là những sản phẩm huyền ảo anh chị, cũng có thể anh chị sẽ tạo ra được những cái con vật nó khá là đáng yêu ha. Đây là một trong những cái xu hướng hiện tại mà người ta có thể rất là quan tâm đến kênh của chúng ta. Thì trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị các cách để mà xây các kênh về động vật như thế này, nó sẽ làm như thế nào anh chị. Nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị đến với kênh mình thì mình xin giới thiệu, mình là Tuấn từ channel Nghề Công Sở, và channel của mình thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI cũng như là áp dụng AI vào thực tế công việc và cuộc sống. Anh chị có thể xem rất là nhiều video trên kênh của mình ha, và kênh của mình thì chia sẻ rất là nhiều kiến thức anh chị. Anh chị có thể xem nó, có thể áp dụng ngay vào tế và chúng ta có thể làm được ngay. Nếu như anh chị thấy video này hay, anh chị cho mình một like, một subscribe video nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu xây kênh video AI cho ngách động vật kỳ bí. Để mà làm dạng kênh này thì đầu tiên chúng ta sẽ cần có những hình ảnh trước. Để mà làm những hình ảnh thì chúng ta sẽ qua phần ChatGPT 4o để mình tạo trước cái hình ảnh ha. Thực tế mà để làm được cái dạng hình của các con vật này nó cũng khá là đơn giản thôi. Ví dụ như mình sẽ yêu cầu ChatGPT như thế này, là mô tả hình con vẹt nhưng mà có gương mặt là hình sư tử ha. Cuối cùng mình muốn tạo một cái hình ảnh giống như thế này nè, nên mình yêu cầu ChatGPT. Thì ChatGPT nó sẽ viết cho mình một cái nội dung giống như thế này, anh chị có thể thấy ha. Ok ha, bây giờ mình sẽ yêu cầu nó là lấy cái room này làm chuẩn, và mình sẽ cần có 10 hoặc là 15 cảnh khác gì đấy. Khi mà ChatGPT nó viết cái room á, để mà lấy từ cái room chuẩn này xuống á, thì đôi khi nó viết bị sai nè anh chị thấy không? Tức là cái room này nó viết có vẻ là nó hơi bị ngắn gọn quá, mình chưa có thấy được cái sự mà chi tiết trong cái hình con vật á, thì mình sẽ yêu cầu nó lại ha. Thì ở đây nó sẽ viết cho mình là 10 room như thế này. Ví dụ như có một cái hình con báo đốm nè, nhưng mà có cái cánh của con diều hâu nè chẳng hạn ha. Hoặc là một con cá sấu nhưng mà có cái cánh của con hero là con đại bàng ấy. Ví dụ như có con ngựa lai với con cá mập ha. Thì khi mà ChatGPT 4o nó mô tả như thế này á, thì chúng ta cũng không có biết được là con vật nào nó có thể lai ra hợp lý đâu. Nhưng mà mình cứ chạy hết tất cả mọi thứ ở trong Mitsuni để mình xem được cái hình ảnh nào nó ra được hợp lý thì chúng ta sẽ sử dụng ha. Mình thêm một vài ý tưởng khác nữa, chẳng hạn như cái con báo đốm nè, với lại cái con dragonfly là cái con chuồn chuồn này, hoặc là con rùa với lại cái con đại bàng ha. Đấy, thì một số cái ý tưởng như vậy. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu copy những cái nội dung này, room này ha, one by one ha, copy từng cái một chúng ta đưa vào Mitsuni. Khi đưa vào Mitsuni anh chị cũng đơn giản như thế này đây, đưa mình copy toàn bộ cái nội dung này ha, và mình chỉnh lại cái tỷ lệ 16:9, hoặc là anh chị muốn làm một dạng dọc thì chúng ta chỉnh lại 9:16. Khi mà mình chạy tất cả những cái room này ở trong Mitsuni á, thì có một số room nó ra hình ảnh rất đẹp nha anh chị. Ví dụ như cái hình đầu tiên là cái hình lai giữa con vẹt với lại cái mặt của con sư tử nè, thì nó ra cái hình như thế này, khá đẹp ha, rất là đẹp luôn. Các hình còn lại thì nó hơi bị sai ha, tại vì khi mà tạo hình vật con vật lai nè, thì không phải lúc nào nó cũng sẽ tạo ra cho mình chính xác nha anh chị. Có một số con vật mà nó lai thì nó nhìn nó rất là đẹp. Ví dụ như hình ảnh này là hình của con báo đốm với cánh con diều hâu ha, thì nó sẽ ra một số con vật giống như thế này, khá đẹp ha. Con cá sấu với lại con đại bàng thì nó sẽ ra cái con giống như thế này. Đấy, chúng ta cứ chạy lần lượt ha. Có một số con thì nhìn nó sẽ không hợp lý đâu. Ví dụ như con ngựa và con cá mập đi, thì nhìn nó có vẻ không hợp lý anh chị. Đấy, nó không đẹp lắm. Một số hình á, thì nó sẽ ra khá đẹp ha. Ví dụ như những cái con như thế này chẳng hạn, con công lai với một con hươu chẳng hạn đó, hoặc là một con tê giác, hoặc là một con báo đốm mà lai chung với một con chu đực, thì ở đây nó sẽ có một cái dạng mà một cái sừng nó khá là to như này. Đấy, một số con vật thì nó cũng khá là đẹp ha. Khi mà chúng ta đã chạy hết tất cả lệnh này rồi, anh chị sẽ xem thử những hình ảnh nào mà nó phù hợp và chúng ta sẽ bắt đầu download về. Hình như là mình chỉ thấy chỉ có Mitsuni là có khả năng tạo được những hình ảnh con lai như thế này thôi anh chị. Còn một số AI khác
như là Copilot thì nó cũng sẽ tạo, nhưng mà nó cũng không có đạt được cái độ chân thực ha. Đấy, mình sẽ bắt đầu mình download những hình ảnh này về. Sau khi mà chúng ta đã download tất cả những hình ảnh rồi á, thì chúng ta sẽ vào một công cụ để chúng ta bắt đầu chuyển những hình ảnh này sang video. Thì để chuyển những hình ảnh này sang video á, thì chúng ta có thể sử dụng Clean AI này hoặc là Runway. Runway hiện tại đang cập nhật một cái tính năng là chuyển từ video sang video á, nó cũng khá là hay ha. Thì sắp tới mình sẽ làm một cái video cho anh chị xem. Ở đây hai công cụ này đều có thể sử dụng được. Giả sử như đây mình sẽ dùng Clean AI ha. Ví dụ như đây á, là hình một con tê giác mà có cánh ha. Mình đưa vào đây và nó đã bay lên như thế này. Nhìn cũng khá là dũng mãnh ha anh chị. Chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục thử lại một số hình ảnh khác chẳng hạn. Ví dụ như thế này. Rất đơn giản ha anh chị. Ở trong Clean AI chúng ta sử dụng rất đơn giản. Clean AI là một trong những công cụ mà khá là dễ sử dụng á. Và chi phí nó cũng khá là rẻ so với các công cụ khác. Ở trong Clean AI này mình gặp một số vấn đề như thế này. Giả sử như khi mà mình tạo một số cái room á, mà có những cái từ, ví dụ như Winner Bird nè, là đôi cánh của con chim nè. Đây, ví dụ như mình upload lên đây, mình đưa cái con room này có cái từ Butterfly Queen, một cái từ rất là đơn giản thôi. Nhưng mà mình gửi thì nó sẽ báo là cái generation bị lỗi hả anh chị. Nó kêu là mình hãy thử những cái room khác. Thì mình cũng chả hiểu là lý do tại sao. Có thể là một số từ này nó nhận định là những cái từ nhạy cảm chẳng hạn. Thì mình có thể mình hiểu là như thế. Ví dụ như mình bỏ cái chữ này thử xem. Đấy, mình generate thì nó lại hợp lý. Đấy, anh chị sẽ thấy ha. Nên khi mà chúng ta generate ở trong Clean AI á, mà chúng ta gặp những cái vấn đề mà kiểu như là cái câu lệnh, cái câu từ mà ở trong Clean AI á, đôi khi nó sẽ có những cái từ mà nó nhận định bị sai về cái việc mà nhạy cảm ha. Đó thì là do lỗi của nền tảng rồi, mình cũng không biết như thế nào. Nhưng mà anh chị có thể bỏ một số từ mà chúng ta cảm giác có vẻ là nó sẽ bị giới hạn đi. Ví dụ như cái chữ, cái lỗi câu này nè, mình đưa vào thì nó sẽ báo lỗi. Thế chưa, anh chị sẽ thấy nè. Nhưng mà mình bỏ cái chữ Win a Bird này đi, mình bỏ cái chữ a Bird này ha, mình tạo thì nó lại cho chúng ta tạo. Đấy, để anh chị có một số cái thắc mắc khi mà tạo trong Clean AI á, thì lý do tại sao mà chúng ta đưa câu room vào rồi á, mà nó bị lỗi hay như thế nào mà nó không tạo được ha. Đấy, rồi mình sẽ tạo ra tất cả những video như thế này và chúng ta sẽ chờ kết quả như thế nào ha. Quan trọng nhất của cái làm video này á, là cái hình ảnh. Hình ảnh chúng ta phải đẹp ha. Hình ảnh chúng ta đẹp thì phải sử dụng của Midjourney thì chúng ta mới có thể tạo ra những hình ảnh đẹp anh chị. Đây, như thế này. Và cũng phải kết hợp với lại một câu room chuẩn chỉ ở trong Clean AI hoặc là trong Runway Gen 3 chẳng hạn thì nó mới tạo ra được những cái chuyển động cho những cái con vật ha. Ok anh chị, chúng ta đã có những kết quả ở trong Clean AI và đây là những kết quả mà chúng ta đã nhận được ha. Anh chị có thể thấy ha. Ví dụ như con vẹt mà có lai hình sư tử đây. Khá là dễ thương ha. Hoặc là con báo mà có cái cánh của con đại bàng thì nó cũng có thể bay được anh chị. Đây là một số cái video mà nó đã generation cho chúng ta. Để có những video nhìn rất là thực tế ha. Sau khi mà có tất cả những video này thì chúng ta sẽ bắt đầu download video này về để mà chúng ta có thể đưa vào cấp kết anh chị. Mình sẽ bắt đầu mình download những video này về nhé. Khi mà sử dụng cái gói trả phí của Clean AI thì anh chị chỉ cần rê chuột vào đây, chúng ta có thể download cái video này về, không cần có watermark ha. Còn nếu mà sử dụng bản miễn phí thì bắt buộc phải có watermark anh chị. Bản miễn phí Clean AI hiện tại mình đánh giá nó khá là yếu ha, bởi vì nó đang tập trung rất là nhiều vào cái người dùng trả phí, nên bản miễn phí của Clean AI tạo rất là lâu anh chị. Và nó thời gian nó tạo lâu và cái tỷ lệ lỗi nó cũng nhiều hơn so với bản trả phí rất là nhiều. Sau khi mà chúng ta đã download hết tất cả những video nào mà chúng ta ưng ý rồi á, thì chúng ta sẽ tạo cái phần nhạc nền hoặc là download phần nhạc nền. Mình sẽ tìm một số bài nhạc về động vật hoang dã chẳng hạn, wildlife. Sau khi mà mình đã download được bài nhạc ưng ý rồi, chúng ta sẽ mở cấp kết lên. Chúng ta sẽ đưa tất cả những hình ảnh, những video nào mà chúng ta đã tạo ở trong Clean AI qua đây ha. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái phần nhạc của chúng ta vào đây. Để sau khi mà chúng ta đã đưa tất cả những hình ảnh, những video đi lên rồi á, thì anh chị chỉ cần xuất ra video mà như chúng ta mong muốn ha. Và chúng ta đã có một cái kênh về động vật kỳ bí này rất là thú vị ha anh chị. Rất là độc đáo ha. Chúng ta có thể áp dụng vào việc chúng ta xây kênh được ha.
Ok anh chị, đó là một ngách rất là đặc biệt và chúng ta có thể tạo ra những video cực kỳ là độc đáo anh chị, và chúng ta có thể làm thử anh chị. Đây là một trong những ngách mình nghĩ có thể sắp đến nó sẽ là một cái xu hướng mới ở trên các nền tảng mạng xã hội anh chị. Nếu như anh chị quan tâm về AI cũng như là muốn có một cái lộ trình học các kiến thức về AI cũng như là các cách sử dụng các công cụ AI này từ số 0, từ chưa biết gì về AI, thậm chí là chưa biết gì về tiếng Anh đến thành thạo công cụ AI, áp dụng thực tế vào công việc và cuộc sống thì anh chị có thể tham khảo khóa e-learning của mình nhé. Trong khóa e-learning này mình chia sẻ rất là nhiều kiến thức về AI cũng như là áp dụng vào thực tế, và các kiến thức này đều là những cái phần kiến thức thực tế cộng với phần trải nghiệm thực tế của mình trong 2 năm qua mình sử dụng AI anh chị. Các kiến thức này anh chị có thể áp dụng được ngay và chúng ta có thể áp dụng vào thực tế công việc và cuộc sống nha, không phải chỉ là những cái phần lý thuyết suông. Tổng thời lượng của khóa e-learning hiện tại của chúng ta là đã hơn 800 phút và sắp đến thì nó sẽ đạt đến khoảng 1.000 phút đến năm 2024, và những năm sau thì nó sẽ tăng lên thêm anh chị. Khi mà anh chị đồng hành cùng Tuấn thì sẽ có những cái sự hỗ trợ từ Tuấn cũng như là các chị học viên khác ở trong khóa e-learning của chúng ta ha. Chúng ta có thể hoàn thiện các kỹ năng về AI cũng như là áp dụng chúng như thế nào vào công việc anh chị. Khóa e-learning này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha, anh chị có thể xem chi tiết và anh chị có thể đăng ký tài khoản dùng thử, sau đó có thể nâng cấp lên tài khoản VIP anh chị. Ok ha anh chị, và chúng ta sẽ gặp lại trong khóa e-learning này, và chúng ta cũng sẽ gặp lại vào các video lần sau. Mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị các kiến thức cực kỳ là hữu ích và cực kỳ là độc đáo để mà chúng ta có thể áp dụng thực tế vào công việc chúng ta sử dụng các công cụ AI anh chị. Bye bye anh chị.